Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Ai cũng phải sốc khi nghe tới giá của 10 món ăn đắt hơn kim cương này. Dù chỉ là một miếng nhỏ, bạn cũng phải bỏ ra cả chục triệu, thậm chí là cả tỷ đồng mới được thưởng thức những món ăn này. 1. Nấm Mashutech 1.000 USD 1kg, tức gần 23 triệu đồng. Nấm Mashutech hay có tên gọi khác là nấm Mashutech. Đây là một trong những loại nấm đắt nhất trên thế giới hiện nay. Loại nấm này có thể được tìm thấy tại châu Á, Bắc Mỹ và châu Âu. Nó xuất hiện đặc biệt nhiều tại Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Canada, Phần Lan và Thụy Điển. Loại nấm Mashutech này thường có sự liên kết với loài thông đỏ Nhật Bản. Nó thường ẩn mình dưới những chiếc lá trên nền rừng nên rất hiếm có khó tìm. 2. Bánh mì vòng tại khách sạn Westin 1.000 USD một chiếc, gần 23 triệu đồng. Nó đơn giản chỉ là một chiếc bánh mì để bạn có thể dùng làm một bữa sáng ăn nhẹ. Tuy nhiên giá của nó thì không nhẹ chút nào. Nó được tạo ra bởi Frank Tuzagu, bếp trưởng tại khách sạn Westin đặt tại Mỹ. Chiếc bánh được phủ lên một lớp phô mai kem nấm trắng và thạch grilling vàng. Vấn đề chính nằm ở loại nấm để tạo nên lớp kem ấy. Đó là một loại nấm của Ý và nó cũng chính là một trong những thực phẩm đắt nhất trên thế giới. 3. Món Fritek tôm hùm 1.000 USD một suất, gần 23 triệu đồng. Fritek là tên một món ăn của Ý. Thông thường thì chúng khá đơn giản với trứng và một chút gia vị thành phần. Khách sạn Libasker Beridin tại New York đã biến món ăn này trở nên đắt đỏ hơn bao giờ hết. Họ đã cho những chiếc càng tôm hùm và gần 300 gram trứng cá muối Seruga vào cùng 6 quả trứng. Kết quả là món Fritek này đáng giá tới 1.000 USD. Họ cũng tạo ra một phiên bản nhỏ của món Fritek với chỉ gần 300 gram trứng cá muối Seruga và bán với giá 100 đô. Mỗi năm, khách sạn này bán được khoảng 12 đĩa Fritek cỡ lớn và 50 đĩa Fritek cỡ nhỏ. Bốn, món bít tết Wairu 2.800 USD một suất, gần 64 triệu đồng. Thịt bò Wairu là một loại thực phẩm được yêu thích bởi chứa hàm lượng cao omega 3 và axit béo omega 6. Những miếng thịt ngon nhất là từ những con bò đến từ thành phố Kobe, được nuôi trong những nông trại của quận Hyogo, Nhật Bản. Những con bò tại đây được nuôi lớn bằng bia, massage hàng ngày để đảm bảo chất lượng. Một phần bít tết bò Wairu được phục vụ bởi nhà hàng Red Tick Mỹ, có giá 2.800 USD. Tuy nhiên, nhà hàng này đã đóng cửa cách đây không lâu. Năm, món cà ri Samundari Khazana 3.200 USD một suất, gần 73 triệu đồng. Nhà hàng mang tên Bombay Rajshiri Ấn Độ đã tạo nên một món ăn dành cho những người giàu có. Món cà ri này thật khác biệt và đi kèm theo là sự đắt đỏ với cua de Vion nấm trắng, trứng cá muối beluga. Không thể thiếu tôm hùm Scotland phủ vàng, 4 con bào ngư và 4 quả trứng chim cút chứa đầy trứng cá muối. Với giá 3.200 USD, quả thực là chỉ có người giàu mới dám ăn nó. Sáu, pizza Rosalie 007 của Domenico Rolla, 4.200 USD một chiếc, 95 triệu đồng. Domenico Rolla là một đầu bếp người Scotland nổi tiếng vì đã tạo nên những bước chân dung từ pizza. Ông đã quyết định tạo nên một tuyệt tác khác với pizza Rosalie 007,30cm. Nó được phủ đầy tôm hùm, ướp rượu cognac, trứng cá muối ướp rượu champagne, sốt cà chua, cá hồi hun khói Scotland, thịt muối Ý, thịt nai và giấm balsamic. Đặc biệt, phủ trên đó còn là bụi vàng 24 carat. Nghe đến những nguyên liệu trên thì bạn có thể hiểu vì sao chiếc pizza này lại có giá 4.200 USD. Bảy, dưa hấu đen Densuki 6.100 USD một quả, tức 138 triệu đồng. Dưa hấu đen là một loại quả cực hiếm,
đặc biệt lại là giống Daisuke, chỉ trồng được trên đảo Hokkaido, Nhật Bản. Mỗi vụ, người ta chỉ thu hoạch được khoảng vài chục quả dưa hấu đen Daisuke. Ngoài việc cực hiếm thì còn một số yếu tố khác khiến loại dưa này trở nên khác biệt. Loại dưa hấu này luôn có độ giòn vừa phải, vị ngọt đặc biệt thơm ngon, ít có loại quả nào sánh được. Một quả dưa hấu đen Daisuke nặng khoảng gần 8kg, có giá khoảng 6.100 USD. 8. Dưa hấu Yubari King, 22.872 USD một quả, tức gần 520 triệu đồng. Nghe tới giá thì đã biết loại dưa này không phải dạng vừa. Chúng được ưa chuộng bởi vẻ ngoài đẹp mắt và độ ngọt đặc biệt. Thậm chí, người ta còn bán đấu giá những quả dưa này. Một doanh nhân đã từng trả giá tới gần 23.000 USD để có thể mang được một quả dưa Yubari King về nhà. 9. Trứng cá muối Onmak. Trứng cá muối Onmak là một món ăn cực kỳ hiếm đến từ Iran. Loại thực phẩm này vốn đã đắt đỏ, nhưng giá của nó càng cao hơn vì độ hiếm có khó tìm. Tìm được loại trứng cá muối này đã khó, nhưng thậm chí tìm được một cửa hàng bán nó cũng như mò kim đáy biển. Cửa hàng duy nhất được biết đến đó là bán trứng cá muối Onmak là Kavira House và Runia nằm ở Piccadilly ở London. Người ta đựng 1kg trứng cá muối Onmak trong một hộp được làm bằng vàng 24 carat. Nếu bạn chỉ muốn thưởng thức một chút hương vị của loại thực phẩm này thì cửa hàng có bán loại hộp nhỏ hơn với giá 1.250 USD. Nấm Onba trắng Ý, 160.406 USD, 1,5 kg, tức 3,6 tỷ đồng. Nấm trắng hay được biết đến với cái tên là Rootflesh, vốn là một loại thực phẩm vô cùng đắt đỏ. Tuy nhiên, loại nấm Onba trắng của Ý lại là loại được đánh giá cao hơn cả. Loại nấm này cực kỳ khó nuôi trồng, do đó nó có cái giá cực đắt. Một cây nấm trắng Onba của Ý nặng 1,51 kg từng được bán với giá hơn 160.000 USD. Nó được mua bởi hai vợ chồng doanh nhân người Hồng Kông. Tưởng nhặt được quả bóng lạ ngoài vườn, người đàn ông vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy thứ bên trong. Thật khó ngờ tới là bên trong quả bóng kỳ lạ này lại chứa đựng thứ khiến người ta choáng váng đến như vậy. Một người đàn ông trong lúc đang đi dạo thì bất ngờ phát hiện thấy một quả bóng kỳ lạ trông khá đẹp mắt. Anh rất tò mò khi không biết quả bóng kia là gì nên anh đã quyết định tiến lại gần để xem xét nó kỹ hơn. Tuy nhiên khi anh chàng tiến lại gần hơn thì quả bóng lạ bắt đầu chuyển động và khe khẽ rung lên. Bị bất ngờ, bất giác anh chàng đã phải lùi lại vài bước trước khi lấy lại được bình tĩnh vì sợ rằng sinh vật lạ đó sẽ làm tổn hại tới mình. Một lúc sau, con vật dần dần trải dài cơ thể của mình và lật người lên. Tới lúc này, người đàn ông cảm thấy choáng váng vì chứng kiến thứ mà mình cứ tưởng là quả bóng, hóa ra lại là một sinh vật sống trong vỏ bọc. Nhìn thật kỹ, thì ra đó là một chú armadillo, là một loài bò sát vỏ cứng hay còn gọi là con tatu, có khả năng cuộn tròn lại như quả bóng mỗi khi gặp nguy hiểm. Người đàn ông quyết định nâng nó lên thì nó lại bắt đầu thu người lại trong vỏ bọc của mình. Phần vỏ ngoài cũng chính là áo giáp của chúng mỗi khi ý thức được mình sắp gặp nguy hiểm. Trong tiếng Tây Ban Nha, armadillo có nghĩa là vỏ sĩ nhỏ. Trên mình nó có sừng giống như một võ sĩ mang giáp bảo vệ. Cuối cùng, người đàn ông quyết định đặt nó trở lại mặt đất vì thấy nó khá nhút nhát và không hề có hại tới con người.
Được biết, ngoài các áo giáp để chống lại kẻ thù, Armadillo còn có thói quen ăn tạp, thường ăn vào ban đêm và sống trong các hang động, có thể trong các bụi cây. Chúng cũng là loài động vật rất thông minh và đáng yêu.